chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ cho các khách hàng khi mua ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ nay đến hết năm 2020. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 84, nghị quyết chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong đó, đáng chú ý là việc chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020 nhằm kích cầu tiêu dùng sau dịch COVID-19. Việc Quốc hội thông qua được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường ô tô và phần nào tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước. Trong đó, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô nhập khẩu nguyên chiếc sẽ không nhận được ưu đãi này. Để một mẫu xe mới có thể lăn bánh trên đường, người mua xe cần phải chi thêm nhiều khoản phí khác như phí trước bạ 10-12% giá xe niêm yết tùy từng địa phương, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí ra biển số. Tại quyết định 452 quy đề ban tổ chức về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy từ ngày 3 tháng 4 năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành quy định, mức lệ phí trước bạ đối với ô tô con tại Hà Nội và 7 tỉnh thành khác như Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ là 12%, Hà Tĩnh có mức phí trước bạ là 11%, thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực còn lại chỉ áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%. Trong khi đó, xe bán tải có mức lệ phí trước bạ bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô con. Lấy ví dụ, khi mua mẫu xe Hyundai Santa Fe bản máy dầu cao cấp, giá 1,245 tỷ đồng tại khu vực Hà Nội, người mua sẽ chịu mức phí trước bạ là 12% nhân 1,245 tỷ đồng bằng 149,4 triệu đồng. Nếu giảm 50% phí trước bạ, thì người mua phải chi số tiền là 50% nhân 149,4 triệu đồng bằng 74,7 triệu đồng. Tương tự, khách hàng tại Hà Nội mua SUV 7 chỗ Toyota Fortuner bản cao cấp giá 1,354 tỷ đồng, thì phí trước bạ phải chi là 162,48 triệu đồng. Nếu chính sách được áp dụng thì người mua chỉ cần phải trả 81,24 triệu đồng. Tuy nhiên, việc giảm 50% lệ phí trước bạ theo nội dung nghị quyết số 84 cũng tạo ra nhiều thay đổi trên thị trường ô tô trong nước khi mới đây, một số đại lý phân phối ô tô đã chủ động cắt, giảm mức ưu đãi giá ngay sau khi có thông tin giảm 50% lệ phí trước bạ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.